hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Dâng tặng mẹ cha bao nhiêu thương kính, dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao, lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về ô mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui, noi gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Tặng mẹ cha bao nhiêu thương kính, dòng về mẹ cha dâng ngàn đóa hoa tươi màu, gửi tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện làm người con. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm, nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời, nguyện cầu mẹ cha sống bình an xuân sang. Mẹ tôi
xa thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân xa ngày tôi xa mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ơi, tóc trắng mẹ bay như gió như mây bay qua thời gian, như gió như mây bay qua thời gian. Ôi mẹ của tôi. Mẹ già như chuối chín cây, gió lấy mẹ ruộng con phải mồ côi. Gió lấy mẹ ruộng con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm mai ơi, đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi ra thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân xa ngày tôi xa mẹ càng gần. Dù biết như thế tôi vẫn phải tin, tôi vẫn phải tin mẹ đang còn trẻ. Mỗi mùa xuân về mẹ tiếp tươi mới, mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi. Khúc mang tên Lòng Mẹ với sáng tác của Ivan. Trình bày Hoàng Tùng, kính mời quý vị cùng đón nghe. Thank you.
tình mẹ tha thiết như làn gió chiều ngọt ngào, lời ru êm ái như đồng lúa chiều dì sao, tiếng ru êm đềm cha 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 soi bóng mẹ yêu, lòng mẹ thương con như vầng trăng tròn. Tình mẹ tha thiết như làn gió đùa dập dìu, lời ru mát mát thơm như lúa chiều dì sao, nắng mưa êm đềm chẳng ta soi bóng chiến biên tháo thức bao đêm trường, con đã yên giấc mẹ hiền vui sương biết bao, thương con khuya sớm bao tháng ngày lặng lội rêu neo với con tới ngày lớn. Không còn thân gầy mẹ hiền, một sức hai nắng cho bạc mái đầu chiến biên, lời ru mát mát thơm như lúa chiều chiến biên, tiếng ru êm đềm chẳng ta soi bóng. Khách quý cũng như toàn thể những người thân của cụ Tạ Thị Lan trong buổi chương trình lễ mừng thọ của 100 tuổi Kim Cương ngày hôm nay. Trước khi đến với chương trình chính của lễ mừng thọ, xin được thay mặt cho các trưởng nam của cụ, đó là ông Chu Xuân Lộc và ông Chu Phong Tảo, được mời tới toàn thể quý vị khách quý cũng như toàn thể những người con, người cháu, người chắc của cụ, chúng ta cùng di chuyển trở về tại trung tâm ngày hôm nay để chương trình được phép bắt đầu sau ít phút nữa. Và ngay lúc này được nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị trước khi để đến với chương trình lễ mừng thọ của Tạ Thị Lan 100 tuổi Kim Cương ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng đồng nhiệt chào đón sự hiện diện của các con của cụ sẽ bước lên sân khấu để có màn múa để chào đón và chào mừng tới toàn thể quý vị chúng ta cùng có mặt tại đây.
Vì vậy ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta cùng di chuyển trở về tại trung tâm để chương trình được phép bắt đầu sau ít phút nữa. Xin trân trọng được kính mời tới toàn thể quý vị. Mẹ hiền như dải trường giang, công cha nghĩa mẹ đôi đàng, làm con hai chữ sinh thành sao quên. Vâng, tiếp theo sau đây là bài múa quạt ơn đức sinh thành. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Em ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành, người ơi đừng quên. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi, làm người ở trên đời, nhớ công người sinh dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành. Vì ai mà có ta, uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiểu. Ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ông cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nồng nhiệt chào đón toàn thể quý vị khách quý, toàn thể quý vị, chúng ta đã cùng trở lại với chương trình lễ mừng thọ cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi kim cương 1923-2023 trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, tôi Hoàng Tùng và Hồng Mến sẽ là người đồng hành và xuyên suốt chương trình chúc mừng cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi kim cương buổi sáng ngày hôm nay. Kính chúc và đón tiếp, kính chào toàn thể quý vị, chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Chúc cụ Tạ Thị Lan mãi mãi tuổi kim cương. Kính thưa toàn thể quý vị, trong sự hân hoan của gia đình được chào đón với sự có mặt quý vị, chúng
chúng ta cùng trở về để chúc mừng cho cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi kim cương ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng hân hoan đến với một không khí vô cùng trân trọng. Thưa với toàn thể quý vị, từ ngàn xưa cổ nhân ta đã có câu nhân sinh thất tập cổ lai hy, thời gian vẫn không ngừng trôi, cuộc đời có biết bao nhiêu thay đổi, nhưng đến ngày hôm nay cụ Tạ Thị Lan vẫn sống vui, sống khỏe, xung vầy cùng với con cháu. Để đến nay cụ đã bước sang tuổi 100, đây là điều đáng quý. Chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để chúc mừng cho cụ. Thưa với toàn thể quý vị, các con các cháu xung vầy bên cụ cùng tề tiểu về đây để bày tỏ niềm hạnh phúc và tổ chức buổi lễ mừng thọ cụ 100 tuổi kim cương. Trước sự tham dự của tất cả quý vị khách quý, các con các cháu các chất của cụ, và không để các quý vị đợi trở lại lâu trong với giây phút trịnh trọng ngày hôm nay, tôi với toàn thể quý vị xin được giới thiệu với toàn thể quý vị cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi kim cương ngày hôm nay đang hiện diện trước toàn thể quý vị. Chúng ta cùng dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho cụ. Chúc cụ phúc như đông hải, thọ tỷ năm sơn. Thưa với toàn thể quý vị, cụ Tạ Thị Lan là niềm tự hào đối với con cháu, là cây cao bóng cả để con cháu noi theo. Hôm nay các con các cháu được tề tiểu bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cụ, và xin được thay mặt cho cụ một lần nữa được cảm ơn tới toàn thể quý vị cùng có mặt tại đây. Và trong thời khắc này xin được thay mặt cho các con các cháu của cụ cùng gửi tới toàn thể quý vị lời cảm ơn và lời chúc mừng. Và ngay lúc này xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón với sự hiện diện của toàn thể các quý vị đại biểu khách quý, khách mời, chúng ta cùng trở về để tham dự. Quý vị thân mến, và về dự trong chương trình lễ chúc thọ cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi kim cương có sự diện của toàn thể quý vị khách quý, và chúng tôi xin được giới thiệu ông Chu Văn Chiến, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Đồng Than. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng được giới thiệu ông Lê Văn Khúc, Chỉ ủy viên trưởng ban công tác mặt trận thôn Ốc Nhiều, đại diện ban chỉ thôn Ốc Nhiều. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng giới thiệu ông Chu Đình Đo, Chi ủy trưởng hội người cao tuổi thôn Ốc Nhiều. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trân trọng được giới thiệu các ông bà trong ban chấp hành hội người cao tuổi. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về dự buổi sáng ngày hôm nay, trân trọng được giới thiệu ông Ngô Huy Sáu, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã kiêm Chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh thôn Ốc Nhiều. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và có sự hiện diện đông đủ của toàn thể quý vị khách quý trong chương trình lễ chúc thọ cụ Tạ Thị Lan. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Rất vinh dự trong tổ phía gia đình cũng như cụ Tạ Thị Lan được chào đón với sự toàn thể cố mặt của toàn thể tân quý khách quý và các con các cháu các chát, chúng ta cùng tề tiểu trở về để chúc mừng cụ 100 tuổi kim cương ngày hôm nay, và trở về có những lời phát biểu, lời cảm ơn và cũng như đặc biệt với những lạng hoa, món quà để trở về để chúc mừng cho cụ sống khỏe, sống lâu và cũng như thọ tỷ năm sơn, sống 100 có lẻ hơn nữa, để làm cây cao bóng cả để cho các con các cháu được noi theo. Thì ngay lúc này xin được mời lên sân khấu ông Chu Văn Chiến, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã, sẽ thay mặt cho Hội Người Cao Tuổi xã Đồng Than lên phát biểu và tặng quà. Xin trân trọng kính mời ông lên sân khấu. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, kính thưa các đồng chí đại diện cấp ủy đảng, ban ngành, đoàn thể ở cơ sở, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cùng thông gia, yên gia, họ hàng, nội ngoại, cùng con cháu, cháu chắt của cụ. Các cụ xưa có câu nói, yêu trẻ, trẻ đến nhà, quý già, già để tuổi cho. Bác Hồ khi xưa gửi thư cho các cụ bô não năm 1941 cũng nói rằng kính não trọng thọ là truyền thống của người Việt Nam ta. Não già nhưng không an chi, não nai nhưng không tài tận. Người cao tuổi là tinh hoa trí tuệ của con cháu, cháu chắt và quốc gia. Nhà thơ Đỗ Phủ, người Trung Quốc đời Đường nói nhân sinh thất thập cổ nai hy, nhưng bây giờ với cuộc sống của một dân tộc
độc lập, tự do, cường thịnh và ngày càng phát triển như Việt Nam ta nói chung, Hưng Yên ta nói riêng. Xuân đến xuân đi, xuân bất tận, đời có bao giờ hết xuân đâu. Những người tuổi 100 xưa nay hiếm, tuổi 100 là cây cao bóng cả, là cây cổ thụ để cho con cháu, cháu chắt và dòng họ, là nơi tỏa sáng về sức sống và ý chí nghị lực phi thường về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sống cống hiến cho đời, cho gia đình, cho con cháu. Cụ Tạ Thị Mạ lúc tuổi trẻ yêu thương chồng con, nuôi con ăn học thành tài. Con trai, con gái của cụ đều trưởng thành và thành đạt. Theo luật tạo hóa, Lữ Du Kích ngày xưa nay đã 100 tuổi tròn. Theo luật tạo hóa và truyền thuyết của người Việt Nam và phong tục của quê hương, mỗi độ xuân về, các gia đình và dòng họ, con cháu tổ chức lễ mừng thọ cho cụ. Ông bà, cha mẹ mừng cho xuân lại càng xuân, các cụ bách niên gia lão. Đó cũng là lý do cụ Tạ Thị Mạ được Đảng và Nhà nước chúc thọ cụ 100 tuổi. 100 năm ấy thực giờ trời cho sức khỏe mắt mờ sáng ra, là cây cổ thụ làng ta bóng đa tỏa mắt mọi nhà vui xuân. Hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2023, tức là ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần, gia đình, các con, các cháu của cụ tổ chức mừng thọ cho cụ. Tôi thay mặt cho Hội Người Cao Tuổi xã Đồng Than, được sự ủy quyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, nên trao tặng cụ bằng chúc thọ và quà của Chủ tịch nước và chế độ của cụ 100 tuổi. Không biết nói gì hơn nữa, trước khi ngồi lời, xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý cùng toàn thể các cụ, các ông, các bà, thông gia, yên gia, bạn bè gần xa về chung vui buổi chúc thọ hôm nay, có một sức khỏe dồi dào đón chào xuân Quý Mão năm 2023, gia đình hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được thay mặt cho gia đình cụ Tạ Thị Lan cũng như toàn thể người các con, các cháu, các chát cổ cụ được gửi lời cảm ơn ông Chu Văn Chiến, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi, đã thay mặt Hội Người Cao Tuổi xã Đồng Than phát biểu, và ngay lúc này đã có món quà cũng như trao bằng ngày hôm nay để tặng cụ 100 tuổi kim cương. Và chúng ta cùng đồng nhiệt một tráng tay thật lớn để chúc cho cụ một lần nữa cũng như đông ngài thọ tỷ năm sơn, sống 100 có lẽ ạ. Vỗ tay đồng nhiệt hơn nữa đâu quý vị ơi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị, trong buổi sáng ngày hôm nay, cụ Tạ Thị Lan còn rất nhiều những món quà tiếp theo. Liên tục chương trình xin được mời ông Đỗ Thành Đoàn, trưởng thôn Ốc Liêu, thay mặt cấp ủy lên sân khấu phát biểu để chúc mừng cho cụ. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị, trân trọng được kính mời lên sân khấu ông Lê Văn Khúc sẽ cùng trở lại sân khấu có những đôi lời phát biểu cũng như có hoa và quà để gửi tới cụ. Trân trọng kính mời. Kính thưa cụ Tạ Thị Lan, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, hòa chung với không khí đón xuân Quý Mão năm 2023 của toàn đảng, toàn dân. Ngày hôm nay, chúng tôi rất vinh dự có mặt tại đây để tham dự chung vui, chúc mừng cụ đón một mùa xuân lần thứ 100 tuổi. Với thật nhiều ý nghĩa, trong không khí vui xuân đầy ấm áp này, tôi xin kính chúc toàn thể quý cụ, quý ông bà và toàn thể gia đình đón một năm mới nhiều thắng lợi mới, an khang thịnh vượng. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, kính thưa toàn thể quý vị,
thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người cao tuổi là tài sản vô giá của dân tộc, của quốc gia. Tuổi cao, ý chí càng cao, tuổi già nhưng trí không già, góp phần xây dựng quê nhà phồn vinh. Đảng và nhà nước ta luôn coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, để người cao tuổi được chăm sóc trong điều kiện tốt nhất, được tôn vinh và phát huy tài sản vô giá, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước, cũng như mong muốn người cao tuổi tiếp tục phát huy việc giáo dục lễ nghĩa gia phong cho con cháu ngay tại gia đình. Bởi văn hóa gia đình chính là gốc rễ của văn hóa quốc gia. Kính thưa toàn thể quý vị, người xưa cũng có dạy rằng trong nhà có người cao tuổi ấy chính là đại hạnh phúc. Người có người già trong nhà là một kho sách quý. Sự kính trọng tri ân người cao tuổi đã trở thành truyền thống văn hóa của ngàn đời của dân tộc ta. Việc con cháu tổ chức mừng thọ cho ông bà cha mẹ vào mỗi dịp đầu xuân cũng là thể hiện chữ hiếu, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với ông bà cha mẹ. Hôm nay trong không khí vui xuân và sự linh thiêng của đất trời, cũng như sự có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu, gia đình long trọng tổ chức lễ mừng thọ cho cụ Tạ Thị Lan. Thay mặt cho cấp ủy chính quyền thôn, tôi vinh dự có mặt tại tư gia của cụ xin được chúc mừng tuổi thọ cụ. Chúng tôi tin tưởng rằng với kinh nghiệm sống trải qua chiều dài 2 thế kỷ, cũng như tinh thần xây dựng quê hương đất nước, cụ vẫn mãi là tấm gương sáng để cho con cháu noi theo và tự hào. Cụ mãi là người bạn lớn tích cực trong công tác chi hội người cao tuổi, cũng như công việc của mặt trận thôn. Kính chúc cụ thêm xuân, thêm tuổi, thêm sức khỏe. Mừng cụ xuân nay tuổi ngoại trăm, quý hơn bạc lén với vàng 10. Mừng xuân, mừng cụ, mừng năm mới. Chúc cụ an khang ngoại trăm năm. Chúc cụ an khang ngoại trăm xuân. Nhân dịp này, cho phép tôi kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể gia đình cụ và sang năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta sẽ dành cho bác Lê Văn Khúc một tràng vỗ thật lớn nữa trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tuyệt vời, chúng ta sẽ dành một tràng vỗ thật nồng nhiệt cho cụ Tạ Thị Lan, 100 tuổi kim cương. Và ngay lúc này, đó là những món quà vô cùng tuyệt vời. Chúc sức khỏe cho cụ Tạ Thị Lan, bách niên dài não, thọ tỷ Nam Sơn, mãi mãi 100 tuổi kim cương trong buổi sáng ngày hôm nay. Và một tràng vỗ thật lớn nữa để cùng chúc mừng. Và tiếp theo chương trình, xin được mời lên sân khấu của Chu Văn Sáu, đại diện họ Đợi Tộc, lên phát biểu và có tặng quà. Xin trân trọng kính mời cụ. Thưa các cụ, các ông, các bà, các vị khách quý cùng toàn thể các thành viên về dự buổi mừng thọ cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi ngày hôm nay. Thay mặt cho Chu Văn, tôi xin gửi lời cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách và đại diện cho họ. Chu Văn, chúng tôi sẽ có món quà để tặng cụ 100 tuổi. Thưa cụ Tạ Thị Lan, năm nay rất vinh dự cụ được nhà nước công nhận 100 tuổi thọ. Thay mặt
cho dòng họ Chu. Đại diện tôi sẽ trao tặng cái món quà của họ cho cụ. Chúc cụ mạnh khỏe, trường thọ, sống lâu. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn cụ Chu Văn Sấu, đại diện cho đội tộc đã có lời phát biểu để chúc mừng tuổi thọ của cụ Tạ Thị Lan ngày hôm nay. Và những món quà của đội tộc ngày hôm nay cũng trở về để chúc mừng cụ. Xin được cảm ơn cụ Sáu rất nhiều. Và cũng thấy rằng cụ cũng rất là cao tuổi rồi, thì nhân tiện đứng cạnh với cụ thì cũng chúc cho cụ sức khỏe, bình an, đón một xuân năm mới phúc như Đông Hải, thọ tỷ Lam Sơn. Và cũng chờ đợi đến với cái giây phút cùng trịnh trọng như cụ Tạ Thị Lan ngày hôm nay cũng 100 tuổi để chúng ta cùng có mặt tại đây để cùng chúc mừng cho cụ. Và một tràng tay thật lớn để cảm ơn cụ rất nhiều ạ. Và liên tục chương trình xin được mời tới toàn thể quý vị, chúng ta cùng chào đón với sự hiện diện của ông Chu Đình Đo. Xin được mời lên sân khấu ông Chu Đình Đo, chi hội người cao tuổi thôn Ốc Nhiêu cũng trở về để chúc mừng, sẽ lên sân khấu có lời phát biểu và món quà để tặng cụ. Xin trịnh trọng kính mời ông Chu Đình Đo. Kính thưa toàn thể các cụ, các ông, các bà, bên nội, bên ngoài của gia đình, thay mặt cho ban chấp hành chi hội hội người cao tuổi của thôn Ốc Nhiêu hôm nay được về dự lễ mừng thọ cụ Tạ Thị Lan, chúng tôi xin kính chúc cụ thêm xuân, thêm tuổi và là cây cổ thụ để con cháu dựa noi theo. Và kính chúc toàn thể gia đình nội ngoại của cụ sang năm mới, thêm tuổi mới, luôn mạnh khỏe, an khang và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn và chúng tôi có món quà để chúc mừng cụ. Và chúng ta sẽ dành những tràng vỗ thật lớn để cảm ơn những lời phát biểu chúc mừng của ông Chu Đình Đo cho cụ Tạ Thị Lan. Dạ vâng, và ngay lúc này xin được mời lên sân khấu ông Phạm Khánh ạ, là thông gia con của cụ ngày hôm nay bước lên sân khấu để có lời phát biểu. Xin mời ông ạ. Dạ vâng, lần đầu tiên cho phép cháu xin chúc cụ phúc như Đông Hải, thọ tựa Lam Sơn, và xin chúc tất cả các cụ công các bà trong dòng họ và tất cả anh em bà con đến dự buổi lễ mừng thọ cụ hôm nay có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và an khang thịnh vượng ạ. Vâng, gia đình thay mặt cho gia đình thông gia cụ Cương, tất cả con cháu mang lời chúc sức khỏe và lời chúc thọ cho cụ có một bức tranh chúc cụ thọ như Đông Hải, phúc như Đông Hải, thọ tựa Lam Sơn. Vâng, rất cảm ơn tất cả các cụ ông bà đã mở một lễ mừng thọ cho cụ Tạ Thị Lan. Vâng, rất vinh dự. Tôi xin chân thành cảm ơn và không biết được gì hơn ạ. Một tràng vỗ thật lớn với món quà vô cùng ý nghĩa, đó là những bức chướng để cùng chúc mừng thọ cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi. Xin được cảm ơn những món quà của quý vị. Và tiếp theo chương trình xin được mời lên sân khấu anh em cùng đơn vị của ông Chu Quang Tảo, là con của cụ ngày hôm nay, đã giải có món quà và cũng như lời phát biểu để chúc mừng cho cụ. Xin được trịnh trọng kính mời. Kính thưa mẹ, tôi cùng đơn vị với rất là vinh dự, tôi cùng đơn vị với ông Chu Quang Tạo là con trai của cụ. Thì hôm nay rất vinh dự được là ông Tạo mời và đại diện cho tất cả anh em về nghỉ hưu ở trên xã Nghĩa Trụ. Hôm nay xuống đây, điều đầu tiên tôi xin kính chúc sức khỏe cụ luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn như thế là phấn khởi vui vẻ cùng con cháu. Điều thứ hai tôi xin kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà có mặt tại buổi lễ này một sức khỏe dồi dào và mạnh khỏe. Xin hết ạ.
Xin đại ca cảm ơn món quà của anh em cùng đơn vị của ông Chu Quang Tảo là con của cụ ngày hôm nay đã cùng có món quà trở về để chúc mừng. Kính thưa quý vị, và món quà tiếp theo trân trọng được kính mời các con, các cháu, các chát và những người thân yêu của cụ Tạ Thị Lan sẽ cùng trở lại sân khấu dành những món quà chúc mừng cụ. Trân trọng được kính mời các con, kính mời các con dâu, con trai, kính mời con gái và con rể của trân trọng kính mời. Thưa với toàn thể quý vị, và ngay lúc này di chuyển lên sân khấu đó là các con, các cháu, các chát của cụ sẽ tề tiểu và vây quần bên cụ. Thì trước khi để đến với những món quà và cũng như lời chúc mừng cụ ngày hôm nay của các con, các cháu, các chát của cụ ạ, thì ngay lúc này chúng ta cùng có mặt hiện diện ngày hôm nay. Bà ơi, thưa với toàn thể quý vị, chúng ta cùng dành một chút tình cảm ở đây hiện diện với một chút để chúng ta cùng bầu vợ cụ một chút đúng không ạ? Cụ ơi, ngày hôm nay cụ cảm thấy vui không ạ? Vui. Cụ vẫn còn minh mẫn lắm quý vị ơi. Các dao tổng ngữ có câu nói rằng công cha thì như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cụ đã quá vất vả với cuộc sống này rồi, và đây là giây phút để cụ hưởng, và cũng như để được tề tựu với con với cháu. Cụ đang được hưởng với cuộc sống của cụ và mong muốn của bao nhiêu quý vị cùng ở đây mong muốn rằng được sống được như cụ như đến bây giờ, phải không ạ? Và ngay lúc này các con, các cháu của cụ đang hiện diện đứng trước cụ để chúc mừng cho cụ tròn 100 tuổi kim cương. Ngày hôm nay cụ có cảm thấy hạnh phúc không ạ? Tôi cảm ơn các cụ cho mang ngày ra. Dạ vâng, cụ bảo là ngày hôm nay rất là hạnh phúc và được đón quý vị ở xa cho quà như thế này là vui lắm. Chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn để cảm ơn ạ. Một lần nữa con chúc cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, sống 100 con lẻ cụ nhá. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với các con của cụ ngày hôm nay hiện diện trên sân khấu để có làng hoa và cũng như quà để trao gửi với một tình cảm chân thành nhất của một cuộc đời mà cụ đã chất chiêu. Sống vui an lành, cháu con sum vầy, hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha, phước như Đông Hải, họ thị Nam Sơn, gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha, sống vui an lành, cháu con sum vầy, hạnh thiện tu thân. Chúc mừng mẹ cha, phước như Đông Hải, họ tỷ Nam Sơn, gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha, sống vui an lành, cháu con sum vầy, hạnh thiện tu thân. Con chúc mừng mẹ cha, phước như Đông Hải, họ tỷ Nam Sơn, gia đình đoàn viên. Mừng thọ mẹ cha, sống vui an lành. Và ngay lúc này ống kính và tầm ngắm của những người làm chương trình đang hiện diện, đang hướng về toàn thể các quý vị, mong muốn rằng lưu lại những thước phim đẹp nhất trong chương trình của cụ ngày hôm nay. Vì vậy con mong muốn rằng các cụ, con, các bà cũng như các bác, chúng ta có thể khởi thân đứng dậy trong vòng vài phút đúng không ạ? Xin mời quý vị chúng ta có thể khởi thân đứng dậy đúng không ạ? Và xin mời quý vị chúng ta cùng khởi thân đứng dậy để cùng hô dô thật to trong chương trình chúc mừng thọ buổi sáng ngày hôm nay. Và kính mời những quý vị khách quý gần đây cùng khởi thân đứng dậy đi ạ. 1, 2, 3, dô và 2, 3 mừng cụ 100 tuổi kim cương, có được không ạ? Sẵn sàng chưa quý vị ơi? Phía bên tay phải trái của những người làm chương trình vẫn thấy rằng quý vị chưa đứng lên đâu ạ. Ống kính đang nhòm vào toàn thể quý vị đấy ạ, để sẵn sàng lưu lại thước phim đẹp nhất. Vì vậy con mong muốn rằng quý vị chúng ta cùng đứng lên đi ạ. Vâng, sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa quý vị ơi? 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3
như nồng nhiệt ngày hôm nay để cùng ngon miệng trong bữa tiệc. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và liên tục chương trình văn nghệ chúc mừng cho cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi kim cương. Và ngày lúc này trân trọng được kính mời quý vị chúng ta cùng trở lại với những người làm chương trình. Đưa quý vị cùng trở về với giá văn nghệ thuật để cầu cô về, rước cô về, ban tài tiếp lộc cho quý vị khách quý. Ban tài tiếp lộc, chúc cho cụ 100 tuổi mãi mãi kim cương. Và trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ đưa quý vị cùng trở lại với giá văn nghệ thuật Cô Đôi Trên Thượng Ngàn. Và giá văn này sẽ cùng chúc mừng tới một mùa xuân Quý Mão tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Một mùa xuân tình yêu hạnh phúc tới toàn thể quý vị để cùng chúc cho cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi kim cương. Và chúng ta sẽ dành một tràng vỗ thật lớn để cùng chúc mừng. Ngọc Điện chốn Kim Môn cô ra vào, Ngọc Điện chốn Kim Môn. Tối lời cô, đầu xuân năm mới cô giáng trần, ban tài ban sức khỏe cho toàn thể quý vị. Tối lời cô. Xin thay một thú trên ngàn, đâu chơi cảnh thân ý. Phong mi quang bốn mùa, trên mặt ngát ni trăm hoa đưa nở. Dưới cảnh bầy cầm mà thú đua chơi. Ý ha ơi à, ơi à. Tú lầy cô đẹp quá sáng trần, bác tài tiếp lòng tú lầy cô. Lệ cô muốn đẹp quá, cô hát hay quá, lệ cô.
bài sai đó chiều lục cung y nàng ngân nàng ái vốn dòng sơn trà đi cô hay măng chúng măng già một màu son sắc tốt tươi rực rỡ trên ngàn xanh cô lắm quả nhiều hoa lệnh cô có xinh đẹp quá có hay quá lệnh cô ngàn xanh lắm quả nhiều hoa cô đôi rào gót vào ra sớm chiều chiếc cầu vây nặng chiếu lưng đèo hải sao mỹ miều xinh tươi còn ra quai tôi thấp ở bên người sao quai tôi thấp ở bên người lên rừng hái quả nói cười líu no trái đào lê cam quýt nhãn dừa
hàng xanh ngắm quà nhiều hoa. Cô đôi giao gót vào ra sớm chiều, chiếc cầu bay nặng chiếc cô đơn đèo. Tú lệ cô, có đi mây về gió đẹp nhất tòa nhất động nhất sân trang. Tú lệ cô. Mọi người có thể gần một tràng một tay để dành cho cô đôi chúng ta nữa. Một tràng pháo tay lớn để cùng chúc mừng cho cô đơn trên thiên đàng. Kính thưa quý vị, và câu hát chúc rượu của những người làm chương trình ngay lúc này sẽ lại tiếp cận tới từng bàn tiệc danh dự của quý vị, cùng trở lại với câu hát Ba Quan một chiếc thuyền nan. Có về với hội, có gái ngoan tầm chồng, anh còn son, em cũng còn son, mà ước gì đôi ta được làm con một nhà, để rồi chúng mình cùng về thưa với mẹ cha. Và tuyệt vời hơn nữa, chẳng mấy khi đón quý vị khách quý đến chơi nhà, để rót lời hát xuống chén trà mời nhau xây một miếng trầu, để dẫu rằng biết vậy qua cầu gió bay. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát thì dơ hơi ai lại phải lòng, để ngày ngày cứ sang ngó vào trông. Kính mời quý vị chúng ta cùng trở lại với câu hát chúc rượu của người con họ cổ truyền, cùng chúc mừng lễ mừng thọ cụ Tạ Thị Lan 100 tuổi kim cương buổi sáng ngày hôm nay với một làn điệu Ba Quan mời rượu. Kính mời quý vị chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng, và ngay lúc này trước khi để đến với chương trình tiếp theo, cho phép nghĩa làm chương trình được sát gần gần với bản tiệc rượu danh dự quý vị, thay cho lời cảm ơn từ phía cụ Tạ Thị Lan ngày hôm nay, xin mời quý vị. Ba Quan một chiếc là chiếc thuyền nan, có về nhà mẹ với hội có gái ngoan tâm chồng, ô mây dầu tình sáng cô cả, cô hay có biết đi không? Ba Quan một chiếc là chiếc thuyền không, có về là về với hội có, bên sông có hai con thuyền, ô mây dầu tình rằng cô cả, cô hai vẫn còn riêng. Một chiếc là chiếc thuyền không, có về là về với hội có,
bên sông có hai con thuyền ở đây dấu tình dạng cô cả cô hai vẫn còn duyên Nani một chiếc là chiếc thuyền Nani có về với hội có gái ngoan tâm trong ô mây dấu tình dàn nghỉ cô cả cô hai vẫn còn duyên chúc sức khỏe quý vị ô mây dấu tình dàn ô mây dấu tình ơi trên ý trời có đám mây xanh có con ngựa bạch mì chạy quanh mi gầm mi trời đôi ta muốn lấy nhau chơi như cái duyên chưa định đi chơi à chưa đã định cảm ơn các chú ạ. Trời sẽ chữ hồng. Con cảm ơn ạ. Ba đồng một sợi chỉ đào. Một sợi chỉ đào. Áo xanh không vá vá vào áo tơ. Ôi sao tình ơi tuổi lòng tiếp năm trăm hai rõ ràng lên. Ô mây dấu tình rằng, ô mây dấu tình ơi. Gặp tên lính uống một chén rượu, lớn nhà chén rượu. Không uống cầm lấy, xuân trong vừa lòng. Mà rượu này rượu tính rượu tình, rượu bắt cầm thường rượu bình rượu ta. Rượu này trước các con qua, dấu thầy dấu mẹ đem sang mời người. Xin này quý vị. Cảm ơn chú, cảm ơn bác. Uống một chén rượu cầm lấy uống một chén rượu không mà uống cầm lấy không mà uống cầm lấy cho nhau vừa lòng rượu này rượu tình chúc khỏe ngay nhở một uống hết 100%. Xin cảm ơn các anh rất nhiều. 2, 3, 4 chúc anh ăn miệng. Cảm ơn quý vị. Đằng xa yêu nhau đừng nghĩ còn son em mi cũng mi còn son ước gì ta được ước gì chúc quý vị ngon miệng chúc anh ngon miệng làm con một nhà anh nghĩ về cùng với bữa tiệc ngon miệng ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị. Dạ vâng, và ngay lúc này ít phút nữa những người làm chương trình sẽ di chuyển lại với bản tiệc rượu danh dự quý vị. Thì ngay lúc này với một màn múa và với một bé nhí chắc của cổ ngày hôm nay đã cùng có mặt. Con đã hiện diện cùng với ban tổ chức ngày hôm nay.
네가 두지 못하게 해 남자들의 품위 여자들의 간식 유부를 자신감이 불만해 랑고라듯이 너무나도 뻔뻔히 네 몸속에 파고드는 알레르기 이상한 정신의 둘러미는 천지 오늘 여기 문법지 불을 지어 심장을 태워 널 미치게 하고 싶어 Bang, bang, bang.